tại sao người già thường chảy nước mắt trước khi qua đời? Người ta vẫn thường thấy hiện tượng chảy nước mắt trước khi chết. Họ gọi đây là nước mắt từ mẫu. Vậy tại sao những người già lại thường chảy nước mắt trước khi qua đời? Có thể điểm đến một số lý do sau. 1. Khi một người sắp chết, lục căn dần dần bị hoại tử. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân người, tư tưởng. Chẳng hạn như mắt và tai, khi họ không nhìn thấy, không nghe thấy, sẽ có sự khiếp sợ trong lòng, cho nên rơi vào trạng thái hoảng sợ mà rơi lệ. 2. Khi một người sắp chết, tất cả mọi thứ trong cuộc sống, từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, đều hiện ra trước mặt họ như một thước phim dài tập, gồm cả lòng tham và sự quyến luyến không thể buông bỏ về vật chất, của cải, quyền lợi và danh vọng. 5. Vì vậy mà họ rơi những giọt nước mắt tiếc nuối. 3. Nhìn đâu cũng thấy hồn ma đòi mạng, bởi lẽ trong vạn kiếp luân hồi đã kết oán nghiệp. Một khi tuổi thọ sắp hết, chúng sẽ đồng thời biểu hiện và gây ra sự kinh sợ cực lớn. Nhưng không phải tất cả đều như vậy. Có người đã ra đi với nụ cười mãn nguyện trên môi. Họ cảm thấy bình yên và thoải mái như được trở về quê hương của mình. Chẳng hạn, nhiều người khi còn sống đã thành tâm niệm Phật, tu sửa tâm tính, biết hướng thiện và làm việc thiện. Họ cũng cảm nhận được ngày cuối cùng của bản thân và đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc rồi ra đi trong thanh thản, thoát khỏi dòng sinh tử. Đây gọi là điều mà người ta thường nói là giảng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc hoặc đến thế giới thiên đường. Một số người may mắn thoát chết đã kể lại trải nghiệm cận tử của chính mình. Quỹ nghiên cứu NDRF được thành lập năm 1998 nhằm mục đích để tiến hành nghiên cứu về trải nghiệm cận tử NDE. Các phần của trang web NDRF bao gồm bản câu hỏi về trải nghiệm cận tử đã được đăng bằng hơn 20 ngôn ngữ khác nhau. Trang web NDRF đã tạo cơ hội để thực hiện một nghiên cứu quy mô lớn về trải nghiệm cận tử từ khắp nơi trên thế giới. Thống kê đến năm 2014, đã có hơn 3.700 trải nghiệm cận tử được đăng trên trang web NDRF theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Hoa Kỳ NCBI. Nghiên cứu hàng ngàn trải nghiệm cận tử, tinh thần con người độc lập với bộ não. Sau khi chết, một người không hoàn toàn rời khỏi thể xác, đại não sẽ nhớ lại tất cả những việc mình đã làm ở thế gian này. Khi nhận ra mình đã phạm quá nhiều tội lỗi trong cuộc đời, họ sẽ ăn năn rơi lệ trong hối hận thống khổ. Một thông điệp gửi tới những người đang sống trong xã hội: xin hãy hiểu rằng chết không phải là hết, chúng ta vẫn còn luân hồi. Vì vậy chúng ta nhất định phải ngừng ác, tích đức hành thiện ngay từ bây giờ để không phải hối hận về sau này. Xin hãy sống hết mình.